Vâng, thưa quý vị và các bạn, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Và hình ảnh du khách thập phương hành hương trở về đền Hùng cũng đã thể hiện được một tinh thần dân tộc rất riêng của dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, năm nay thì ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương có một ý nghĩa đặc biệt bởi tròn 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và qua đây có thể thấy được hiếm có quốc gia nào trên thế giới có được hình thức thờ tổ độc đáo như chúng ta và một tín ngưỡng mang bản sắc riêng của Việt Nam góp phần tạo ra hệ giá trị tinh thần và bản lĩnh văn hóa của Việt Nam. Và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, ca dao có câu, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Từ xưa đến nay, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã ăn sâu vào tâm thức, tình cảm của người dân Việt Nam và trở thành một truyền thống đặc biệt của dân tộc ta. Những sự kiện đặc biệt ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, ông có thể chia sẻ cho khán giả của chúng tôi biết thêm ý nghĩa của cái ngày đặc biệt này. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ấy, nó là một cái sáng tạo hết sức đặc biệt trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã thăng hoa từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, từ những cái tín ngưỡng thờ thành hoàng làng, tức là của một cộng đồng, thành một cái tín ngưỡng thờ cúng chung cho cả dân tộc, hướng về một tổ tiên chung của cả dân tộc. Cái việc mà chúng ta xác định một tổ tiên chung cho cả dân tộc ấy, nó giúp cho chúng ta hình thành nên những cái sức mạnh. Hùng Vương thì trở thành một cái biểu tượng ấy, vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, vừa thực, vừa ảo. Và chính những cái biểu tượng đó giúp cho chúng ta củng cố hơn nữa cái sức mạnh của tinh thần đoàn kết, giúp cho chúng ta trải qua được rất nhiều những cái khó khăn trong lịch sử, từ thiên tai giặc giã ấy, chúng ta đều vượt qua và giành thắng lợi. Đó là lý do tại sao không phải ngẫu nhiên trước khi về giải phóng thủ đô thì Bác Hồ có dừng chân lại đền Hùng và nói một câu truyền cảm hứng là các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau dựng lấy nước. Theo ông, vậy tại sao tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lại được xem như một biểu tượng phản ánh tinh thần dân tộc và sự cố kết cộng đồng của người Việt? Chúng ta có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Ở trong mỗi gia đình ấy, thì tổ tiên được xem như là một cái sức mạnh cố kết các thành viên trong gia đình. Đối với các cộng đồng làng xã thì cũng tương tự như vậy, có các vị thành hoàng làng. Và chúng ta cần có một cái sức mạnh mang tính biểu tượng cao hơn, có một cái sức mạnh lớn hơn. Nó giúp cho chúng ta xác định cái bản sắc dân tộc, cái đặc trưng riêng của dân tộc. Và Hùng Vương là một cái ví dụ tiêu biểu như vậy. Cái việc chúng ta sáng tạo ra tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ấy, để chúng ta chứng minh rằng ấy, là dân tộc chúng ta có chung một nguồn gốc. Và vì chúng ta có chung một nguồn gốc, thế là chúng ta phải đoàn kết với nhau. Chúng ta đoàn kết với nhau để chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Và chúng ta biết rồi, Bác Hồ đã từng nói đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thì giúp cho chúng ta tạo ra cái tình đoàn kết này. Vâng, thưa ông, lễ hội Đền Hùng năm 2022 gắn với một sự kiện đặc biệt quan trọng, tròn 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Nhìn lại 10 năm đã qua thì ông đánh giá như thế nào về kết quả đạt được khi di sản này được vinh danh? Qua 10 năm ấy, thì chúng ta thấy rằng ấy, là trong cái chương trình hành động mà chúng ta đệ trình lên UNESCO để tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được ghi danh ấy, thì chúng ta đã thực hiện được rất nhiều việc. Và thậm chí là chúng ta còn thực hiện được nhiều hơn những gì mà chúng ta cam kết với UNESCO. Chẳng hạn như là chúng ta cam kết với UNESCO là chúng ta sẽ sưu tầm nhiều hơn những cái sắc phong, những cái thần tích hoặc là những cái văn bản của chữ Hán Nôm. Rồi từ đó thì chúng ta có thêm những cơ sở để hiểu biết sâu sắc và rõ ràng hơn về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Hay là chúng ta sẽ khôi phục lại các cái phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, bảo tồn và tôn tạo các cái di tích liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hay là các cái hoạt động về truyền thông khác để nâng cao cái hiểu biết và cái tinh thần của người dân liên quan đến câu chuyện này. Ngoài những cái yếu tố đó thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng rằng cái tinh thần của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta, những cái nhận thức của chúng ta về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trao cho chúng ta những cái niềm tin, trao cho chúng ta cái quyết tâm để chúng ta xây dựng đất nước, khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Dạ vâng, sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì năm nay lễ giỗ tổ Hùng Vương thì đã được tổ chức với nhiều hoạt động bao gồm cả phần lễ và phần hội. Ông đánh giá như thế nào về chủ đề của năm nay là linh thiêng cội nguồn đất tổ Hùng Vương ạ? Năm nay khi mà chúng ta có thêm cái sự tự tin rằng là
khi mà chúng ta có cái sự bao phủ vaccine nó lớn, dịch bệnh nó không quá là nghiêm trọng, thì chúng ta lại có thể tổ chức được cái lễ hội Đền Hùng để thỏa mãn nhu cầu cho tất cả mọi người. Và cái khẩu hiệu là linh thiêng hội tụ là một cái khẩu hiệu nó rất là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đều mong muốn rằng ấy, cái tinh thần của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sau 10 năm được ghi danh ấy, nó tiếp tục tỏa sáng, nó tiếp tục giúp cho chúng ta có một cái tinh thần vững chắc hơn, để cho chúng ta không chỉ là vượt qua dịch bệnh mà chúng ta còn tiếp tục là phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về những chia sẻ vừa rồi.